Chị em càng kế vui quá. Xin chào mọi người. Xin chào quý anh em. Mình đang có mặt tại cảng cá Mỹ Tân, chuyến biển của những ngày đầu năm. Trên đường đi mua cá thì đi ngang qua vùng đất cảng cá Mỹ Tân, cái nơi mà mình hay ra vào để mua bán trao đổi rất là thường xuyên. Bữa nay ghé lại thăm anh em Mỹ Tân một tí xíu. Thì ở clip hôm trước anh em mình gửi lời chúc mừng cho những chuyến biển đầu tiên của mình rất là nhiều. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em mình, bởi vì mình không có thời gian nhiều để trả lời các cái bình luận ở trên video hết tất cả, cho nên là mình sẽ trả lời những cái bình luận của anh em, cùng với gửi lời hỏi thăm sức khỏe của anh em và những chuyến biển đầu năm ở trên những cái video tiếp theo luôn. Thì mấy anh em mình nhớ bấm đăng ký kênh, bật chuông lên cho những video sắp tới mình quay thì anh em đều cập nhật được hết ha. Mình quay thoáng qua về tình hình ở trong cảng cá Mỹ Tân một tí xíu, rồi sau đó mình sẽ đi vô bờ để thăm một số anh em thân mật. Ở đây thì mình cũng có rất là nhiều chiến hữu, cũng như là có rất là nhiều anh cũng quý mến và dành cho mình nhiều tình cảm. Nên là trên đường đi thu mua, đi ngang qua cảng cá Mỹ Tân, mình ghé lại cảng cá Mỹ Tân chơi hỏi thăm sức khỏe anh em một tí xíu. Từ Tết tới giờ là chưa vào trong cảng cá để thăm anh em được, bởi vì tình hình dịch bệnh cho nên là đi đứng không có xa, không có đi chơi xe nhiều. Phía bên trong cảng cũng có rất nhiều ghe tàu cá lưới quay đêm rất là đẹp luôn. Mình quay mô phỏng một vài chiếc cho anh em ở trên kênh xem. Đây, còn đây là ghe thu mua của Bình. Bây giờ Bình sẽ nhờ anh em lấy thúng bơi chở Bình vô bờ. Rồi, trên đường bơi vô cảng cá. Bữa nay cảng cá có vẻ yên ắng ha, yên bình. Quay lại cái tài lái ghe thu mua của mình. Quá đã, quá rộng rãi. Vô điểm nào đi? Vô cảng luôn. Bao vô nghe vào chập cảng. Đoàn ghe thu mua có vẻ như là neo im lìm hết. Cảng cá Mỹ Tân vào buổi sáng. Liệt chút nữa làm ra làm màu câu cá cho. Về ngoài đây neo câu cá ganh cho. Mình với anh Nam đi dạo cảng cá Mỹ Tân tí xíu. À, leo lên ghe đây luôn hả? À. Leo lên ghi này luôn. Sao ông đeo khẩu trang á? Ủa dịch bệnh tùm lum mà đi ông đeo khẩu trang chứ. Đây đang ở trên cảng cá rồi các bạn. Sáng nay như cá liệt, cá hố rồi nhiều ha. Đi quanh mua vài ký ăn nè. Sao chỗ nào đâu dẫn đi xe không? Đi lên trên đó hả? Hello, chị gái Mỹ Tân. Thank you. Ông bè lên trước đi. Còn đồ về đây nữa. Lâu lâu vô cảng này lại vậy? Ờ, mới mở biển rồi mà. Có gì không? Mở biển trên đường chạy xuống đây à. À, định đi lanh quanh theo bà chị kia mua ký ké ăn. Quay đây làm gì đây, bán cho ăn ký đi. Dạ, cá này em không có bán mà anh quay nhiều thì em cho luôn. Rồi.
Quá để nghe mấy chị gái Mỹ Tân nói chuyện vui ha. Quay phim có chỉ là chỉ cho ké mình ăn luôn. Này có chiếc ghe đẹp quá ha. À, làm 2 ký đi. Bữa nay ghe thu mua mới đi ngang qua đây à, chưa có làm lưới, chưa có mua cá. Có bịch bóng thôi. Anh cái ba này nè, bà bán mực ống nè, mà bán mực. Không khí cảng cá buổi sáng nha. Cá liệt. Chờ cá liệt. Bên này là thu mua của Dốc Ninh ha. Hello chị. Rồi rồi. Hello mấy chị, ăn Tết vui vẻ không? Vui vui. Mà dịch quá, tối có chuyện không nè. Mới mua 70.000 cá liệt đây. Giờ đem ra chút chú thúng rồi trẻ cái khay lại cho chị. À. Mới mua 70.000 cá liệt. À. Đây anh Nam đổ xuống dưới thúng luôn ơi. Cô trẻ khay lại. Đổ xuống thúng bên này. Ra quẩy lấy khay khác hốt lên. Ủa cá đưa lên cho 8 tấm, thấy 7. Chân nào ra em được. Rồi trẻ khay có nhắn nhủ điều gì không? Đức ngỡ rồi hả? Hả? Đăng về biển chứ đăng về quá. Hôm nay mà chưa coi kênh tôi và nay mới hỏi nữa. Hả? À? Bố về đi biển. À. Hôm nay mà chưa coi kênh tôi không? Bố về đi biển. Chuyên thu mua đánh bắt đường dài. Ồ. Chị em ở cạn ké vui quá. Xin chào mọi người. Bố về đi biển. Bố về hả? Vâng. Hôm nay mà chưa coi kênh em nên bữa nay mới coi vậy. Có biết đâu mà. Về nhớ bấm theo dõi đăng ký rồi nha. Đây quay thêm chiếc ghe lý quay đêm của anh em Mỹ Tân một tí xíu nữa. Ghê đẹp quá. Nhìn ghiền quá ghiền luôn. Bên trên này hình như còn chiếc tàu nhựa sau lái nữa nè. Mặt ghê quá đẹp ha. 02015. Bên trên này là khu vực cảng chính anh em. Này là cái cầu cảng. Mình đang đứng trên cái cầu cảng phụ này, thu mua của Dốc Ninh nè. Một trong mấy vựa cá mà gọi là lớn nhất ở cái khu Mỹ Tân này. Đó. Khu Mỹ Tân này là cái vùng khai thác của vùng Mỹ Tân, là nó ở ngoài này cái ngư trường nó rất là gần luôn. Anh em ở Mỹ Tân là ghe tàu là toàn là ghe lớn, ghe ự không à. Đây đi dạo một vòng. Đây mình đang ở trong làng Mỹ Tân. À, đi tham quan mấy cái đám ruộng tỏi các bạn. Ruộng tỏi quá trời luôn, bát ngát luôn ha. Bông tỏi nở bông nhìn cũng đẹp á. Ở đây nổi tiếng với đặc sản tỏi nha các bạn. Ghe nào thiếu tỏi là nói mình mua luôn. Đấy.
quá đẻ luôn. Bên kia trên phía trên kia cũng nhiều lắm, phía trên kia người ta trong cái khu vực làng này họ trồng tỏi quá trời luôn. Nhưng tỏi là nó lớn lên là chỉ lấy củ thôi, lấy là cho nó héo queo luôn hay sao á. Những cái đám này đám hành, hành với tỏi, tỏi với hành, lá nó vung vung nhau, lá tỏi nó dẹp 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 hơn. Vô tới Mỹ Tân rồi phải quay những cái thước phim về mấy cái đám tỏi này tí xíu nó mới đúng chắc là vô tới khu vực trong làng. Đây, vũ đờ nó bao qua vô nó rước mình sau một thời gian ăn chơi ở trong khu vực Mỹ Tân xíu. Lại ngay đây nó có cái cấp bước đi xuống nè. Đờ vũ. Sao cá liệt ra làm món gì vậy? Lên clip luôn nâu ngọt, ăn cơm sớm buồn ngủ chứ. Lớp nâu ngọt, lớp kho. Đây nè, có chiếc thu mua này cũng không quá lớn nhưng mà nó vuông hông ha. Mặt nó bành chành nè. Ghê đẹp. Thu mua này chở vững nè, mạnh.